Xin chào tất cả bạn, tôi Khôi đây. Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn thiên cơ can bính hóa quyền. Thiên cơ bản chất hiếu động, trôi nổi. Sau khi hóa quyền sẽ khiến nó biến thành khá ổn định. Thiên cơ có bản chất linh động. Sau khi hóa quyền khiến bản chất linh động của nó càng có hiệu suất. Nhưng tăng hiệu suất không nhất định sẽ cải thiện hoàn toàn hiệu quả của lối xử sự. Trong các tình huống thông thường, thiên cơ thích hóa quyền. Hóa quyền ở cung mệnh của nguyên cột thường sẽ khiến mệnh tạo trở nên uyển chuyển, khéo ăn khéo ở, có chí tiến thủ, sống có mục đích. Thiên cơ vốn không chủ về quyền lực, chỉ trong tình huống hóa quyền mới có biểu hiện quyền lực vừa phải, nhưng vẫn không chủ về có thực quyền. Ví dụ như ý kiến của bản thân mình tạo được người ta xem trọng, tạo nên hiệu quả trong công việc, nhưng mệnh lại thực hiện trong thực tế lại không do mệnh tạo đưa ra. Thiên cơ mang lại sự biến động thay đổi, hoặc nhìn thì giống như chủ động, nhưng trên thực tế lại là bị động. Sau khi hóa làm sao quyền, lực chủ động sẽ tăng lên nhiều. Vì vậy, cũng có thể khống chế sự phát triển của tình thế. Giả dụ như thiên cơ vốn là hóa kỵ, rồi hóa làm sao quyền. Đây là tổ hợp sao có tính chất khá xấu. Trong lưu niên hoặc đại vận, thường thường chủ động dẫn đến những thay đổi không cần thiết hoặc chủ về vì nắm quyền, lộng quyền mà chuốc phiền phức. Thường thường muốn tiến lại thành thoái, cầu vinh thì lại bị nhục. Thiên cơ độc tọa ở hai cung Tý hoặc Ngọ, lúc hóa quyền hội hợp với thiên đồng, thiên lương. Thiên đồng ắt cũng hóa lộc, sao hội hợp khác là thái âm độc tọa, nên là thái âm ở cung Tuất. Tối cung là cự môn độc tọa, tất sẽ hội kình dương và đàn na hoặc đồng độ với kình dương. Thiên cơ hóa quyền trong nhóm sao này có tính chất khá tốt lành, có thể làm mạnh thêm ý vị, quyền bính và giàu có. Nhất là lúc thiên cơ ở cung Ngọ, càng quyền cao lộc trọng của cách cơ nguyệt đồng lương. Nhưng thiên cơ hóa quyền cũng đồng thời mang lại tính chất trôi nổi, không thiết thực. Chủ về người này có thể trốn tránh trách nhiệm một cách dễ dàng, giỏi chi phối người khác, hoặc mượn lực của người khác mà thành việc. Ở đại vận hoặc lưu liên mà gặp tinh hết này thì không có tính chất thuật ở trên, thông thường chỉ chủ về có biến động theo chiều hướng tốt đẹp. Thiên cơ hóa quyền ở hai cung Sửu hoặc Mùi, thiên cơ ở cung Sửu còn đồng thời hội lộc tồn. Thiên lương ở đối cung có cự môn độc tọa và thiên đồng độc tọa hóa lộc hội hợp cung mệnh. Nhóm sao này chủ về dễ xảy ra biến động thay đổi trong cuộc đời. Hơn nữa, thường thường sau khi trải qua biến động, cục diện sẽ thay đổi hoàn toàn, không như dự liệu ban đầu. Cho nên cần phải xem xét từng đại vận một cách tỉ mỉ mới có thể luận đoán tốt xấu khác hơn. Thông thường, thiên cơ hóa quyền ở hai cung Sửu hoặc Mùi có tính chất bôn ba vất vả, khổ lũy. Nhưng vất vả, khổ lũy chỉ là vì mục tiêu tạm thời của đời người mà thôi. Thái âm thiên cơ đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, gặp kình dương hoặc đà la, hội thiên lương và thiên đồng hóa lộc. Cơ nguyệt đồng lương của nguyên cục vốn không đủ lực tiến thủ. Lúc thiên cơ hóa quyền và thiên đồng hóa lộc, tương hội sẽ cải thiện tính chất này, không những làm mạnh thêm lực tiến thủ, đồng thời còn làm mạnh thêm năng lực về kế sách và hiệu suất của công việc. Khi có văn xương hóa khoa đến hội, tạo thành tính chất khá tốt cho cơ nguyệt đồng lương của tinh hệ thiên cơ hóa quyền, có thể tay trắng thành sự nghiệp. Tuy vẫn không
thoát tính chất làm việc cho người khác, không nên tự kinh doanh làm ăn, nhưng vẫn thuộc cách cục rất phú quý. Nếu đại vận hoặc lưu niên gặp nhóm tinh hệ này cũng chủ về tiến thủ trong sự nghiệp. Thiên cơ cự môn đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, tương hội thiên đồng và mượn thái âm thái dương để hội hợp. Thiên cơ hóa quyền thì thiên đồng át sẽ đồng thời hóa lộc. Nếu thiên cơ ở cung Dậu thì hội thiên đồng có lộc tồn đồng độ hoặc là cách lộc trùng điệp. Nhưng bất kể thiên cơ hóa quyền thuộc loại quyền lộc trùng điệp hay cơ cự đồng lâm, thông thường đều thiếu lực tiến thủ. Cho nên hóa quyền cũng chỉ có thể phát huy mưu trí và quyền biến tính cơ động, làm tăng hiệu suất hoạt động của nó. Muốn luận đoán đánh giá kết cục của nhóm sao này cao hay thấp, cần phải đồng thời xem xét thiên lương của cung Phúc Đức mà định. Nếu thiên lương hội hợp các sao không tốt thì đời người thiếu mục tiêu. Hơn nữa còn phải xem xét cung và thái dương đồng độ. Nếu đó là cung ưu thì có thể vinh thân, nếu không tuy chủ về dư giả nhưng khá trôi nổi, không thiết thực. Thiên cơ thiên lương đồng độ ở hai cung Thìn hoặc Tuất, tương hội thiên đồng thái âm và mượn thái dương cự môn để hỗ hợp. Thiên cơ hóa quyền thì thiên đồng ăn sẽ hóa lộc, nhưng thiên cơ cũng sẽ hội hợp với sát tinh. Nhóm sao ở kết cấu kiểu này thích thiên cơ hóa quyền, thường thường có thể nhờ các quyết định chính xác mà giảm bớt áp lực của những biến động thay đổi trong cuộc đời, đồng thời còn làm tăng lực vạch kế sách và năng lực lãnh đạo của bản thân mình tạo. Nếu có văn xương hóa khoa đồng thời đến hội thì đây là kết cục cơ nguyệt đồng mương có tính chất tốt nhất. Ban đầu vốn có bản chất phú quý không lâu bền, đến đây thì coi như đã giải quyết. Phú quý không lâu bền phần nhiều vì có những biến động thay đổi không cần thiết, nhưng lúc thiên cơ hóa quyền mà còn thành quyền lộc hoa hội sẽ không có những biến động thay đổi không cần thiết, mà chỉ có những biến động thay đổi với biên độ lớn dẫn đến thành công. Thiên cơ độc tọa ở hai cung Tỵ hoặc Hợi đối nhau với thái dương tương hội thiên đồng cự môn và mượn thái dương thiên lương để hội hợp. Thiên cơ hóa quyền hắn sẽ có lộc tồn đồng độ hoặc vây chiếu. Cung tài bạch hạt thiên đồng sẽ đồng thời hóa lộc. Nhưng nhóm sao này do bản thân thiên cơ ở hai cung Tỵ hoặc Hợi, hai cung thiếu lực tiến thủ, cho nên tuy quyền lộc giao nhau cũng không thể tích cực tiến thủ. Bất quá đời người chỉ khá ổn định, đồng thời có địa vị mà thôi. Hơn nữa, khi đạt tới một địa vị nào đó, mệnh tạo có thể chìm đắm trong sự thành tựu. Nếu có hỏa tinh, linh tinh, địa không, địa kiếp đồng độ với thiên cơ, gặp hai sao trước có thể phát triển thành lộng quyền. Gặp hai sao sau thì dễ xảy ra trắc trở một cách vô cớ. Nhưng đại vận và lưu niên mà gặp nhóm sao này thì không có tính chất thuật ở trên, vẫn chủ về biến động thay đổi theo hướng các lợi. Là sự chia sẻ của tôi hôm nay về thiên cơ can bính hóa quyền khi tạm dừng ở đây. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.